Rồi, hello, tất cả mọi người nha. Nãy hôm nay mình sẽ đi gạ kèo, nhưng mà mình đang nói thiệt thôi chứ mình đang lên hóng hóng kèo luôn. Mình đã bay khá là nhiều, đang lên hóng kèo của cái Gil Vigali mà hầu hết ở đây là Việt Nam. VCB với lại Vi Ngã em, Vi Ngã em, không phải Ngã em mà kêu bé em thì đọc sao? Sớp vào con su hả? Ok, đặt máy đọc xanh. Ok, gà kèo hoài trả được, nên là mini trap năm mà lính, năm mà lính đấy. Ok, đêm đêm đi gà kèo đi khuya đấy. Sẽ có một cái kèo nào đấy khó lắm người, kiểu này ban ca này Việt Nam gần như là khá là mạnh nên ít ai chịu đánh lắm, ít ai chịu đánh nhau, mấy nước ngoài hơi dép lép vế, kiểu như lép quá lép vế. Phải đang buồn gà kèo chua chua mấy ga gà kèo mấy ông kêu qua mấy ca có Việt Nam để là cái hậu quả đi qua không chắc trước, quay quay qua luôn đâu có thấy ban Việt Nam không, ai ngờ qua đó trời nên đâu gà được ai đâu. Càng lên không kẹo, lên không kẹo à tù ơi 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 bảy ơi bảy ơi bảy ơi chết rồi kỹ mà tên này trời 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 bảy ơi à tù bảy lẹ giọt lẹ ấy không kèo này thì không kèo căng đậu xanh. Rồi xong cái tội hóng kèo mà cháy à. Căng phải. Ok, chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt. Đấy, đậu xanh cháy rồi. Một trăm, hai trăm, ba bốn trăm. Còn lại 6x và mấy cái trống mấy cái này. Ôi trời ơi, 3 sao, 6 sao, 3 sao. Cái nón còn 1 sao nữa, 176 cổ vật 79 nhà 45k. Ôi chồng ơi, full hết nha, bet full hết, 5 bet full cấp. Trời đất ơi, nghe kinh khủng. T2, T5, nó lẽ không cần T4 với các. Tưởng là đây T4, T5 chứ có ai đi T2, T5 đâu. Ôi, chết T2 không à, kiểu bị thương T5. Con này là con tê giác rồi, tê giác này. Full cấp này, full cấp này. Đấy, đồng băng tư điểu cấp cuối luôn này. Đấy, trong khi mình ở đây là hình như là con cấp ở khế ba khế tư vậy mình nhớ, như là cái con này cập nhật sao, con này cập nhật sao kiểu như tê giác, không có không phải tê giác, đúng rồi tê giác mà khế ba, con này cập nhật sao mọi người. Đây là này rõ ràng level 10 60 luôn, là 5 pet full full cấp. Nó có tầm khoảng 3 pet 3. 2 pet 3. 3 pet thứ 3, pet mình nó cũng bọc căng vải. Trong. Này còn của mình cho cấp 8. Và đăng. Ở đây nó có 38. Từ từ. 38k 100 138 đi, 139 gì. Chết 109, chết khoảng tầm năm mấy 60k. Tức 500, ôi đắng, đắng cay cuộc đời. Đen, đấy, mà bằng ấy thiệt hại trên 5, trên 5, trên chế đồng minh. Rồi này chắc có robot rồi. Robot không lắm, để mình sẽ coi cái phần nhảy khí của cái này. Sớm mình có đọc có một bạn nhắn tin riêng với mình, nhắn tin riêng bảo mấy mấy bao nhiêu lính thì đếp được solo đây này, năm mà lính nhắn cháy bạn cháy không, cái này là tại mình khá yếu luôn, chưa 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 đếp nổi chàm kèm chàm như một trái kiểu như tay năm là ngán thì chịu nhà ta mình nó cùi chịu.
mình vẫn có độ 60 nhưng mà mình không lên, mình vẫn cầm độ dưới nó vui hơn. Chuyên ngu đợt này thấy tao neo tự động có bình luận mà hồi sớm mình đi gà kèo, vừa gà kèo vừa đọc được cái bình luận có hơi quạo thật. Thế là mình thấy là có bạn bảo đó, ủa sao mình nói chuyện nhiều thế canh bạn, chứ nói chuyện nhiều mà vẫn cháy, trời đất ơi khủng. Chuyện nhiều cái này là cái kiểu mình ưu tiên là cái nghề tập trung cái này là nó nói chuyện rồi ha. Hỏi đi tại sao nói chuyện nhiều, hỏi các bạn có thể là coi những kênh mà lặng im lặng chỉ ghép nhạc kiểu thôi, nó hơi buồn đổi xu hướng của người khác, cần giống nhau hồi đào rồi đào nha. Không anh này chỉ chơi, vấn đề là ba bét nạp, ba tướng nạp người cá với con này anh mình không biết tên, con người máy nè bét các kiểu càng anh mới bay vòng vòng phải bay về tới 27 luôn. Con máy hỏi đi kiếm chung là cháy như thế này, ít ai solo ít rồi, nhưng solo hoài cháy hoài càng ai bảo là không cháy không, tôi đâu có phải hẹn bất tử, hơi buồn cháy là hơi buồn. Rồi ta tới một cái chuyện khác là ở ad khác rồi, ad này mình đang ở 931 này, trời ơi căng rồi, đâu rồi đây đây bài ở đây đây 997k tôi một cái hai tôi ba tôi đúng kèo lộn xộn, khá lộn xộn, đều đều và chấp solo khẳng định luôn đủ sang chắc solo này không được cắt chắc luôn. Tại nãy mình thấy cái anh Việt Nam Thám và Hồng Anh đấy WCN nãy thấy Thám mà không đánh chắc solo 280 mồi, khả năng mình nói thì 280 mồi mà rất khiên là hơi cay nhưng mà hơi khó nhưng mà khả năng là chấp solo hơn 50% thôi chứ mình không khẳng định được bao nhiêu. Nào bắn ra vậy, đậu xanh vẫn cho nổi ok, trời đất ơi nhưng mà nó bắn trúng được rành kìa, ác thiệt cái máy bắn đá khó kiếm lắm nữa thiệt, ta không có luyện luôn á, thiệt mình không có luyện luôn. Wow. Mình qua bên kia cho mình đủ mọi người đi đặt này không? Chắc là khỏi mình sẽ chơi mình lên năng đồ sợ nó cát, mình sợ nó cát, nó ban trung quốc nó chịu chơi lắm đấy, nó cũng nó thật là nếu mà khả năng mình 900m nếu mà ốp mình chơi được đầu chưa biết ngày hạn của 280m vấn đề là không dám đăng, hơi rén thiệt khám đi khám lại đấy, tao nghĩ mà mày một chấp solo còn lạ vậy, khó khăn lắm nếu mà đủ những điều của kèo không kể tao đang ế kèo. Hay là mình đâm thường nếu mà chắc là đâm chặn bộ thường nó sẽ đi bộ nhiều, ai cũng vậy, gần như là ai cũng vậy, ít ai mà để cái đoạn mà khác lắm. Ở đây mình sẽ không có phần chiến, hàng này mình không có chiến mọi người, hàng này mình chỉ đánh thu thập nhà hoang với lại xây dựng mình kia thôi chứ không có đi đánh ai bao giờ. Nhưng mà mình sẽ tẩy điểm kỹ, mình đón nhận bộ nhưng mà kiểu mình xách cái tẩy điểm mà bên bét á, tâm nó không thốn lắm đây. Mình quyết định là mình sẽ để lại trận kỹ dư 32 điểm đây.
Ok, nhưng mà mình vẫn xách đồ đét rồi. Đây rồi, đồ bộ, đồ kỹ mình không có. Đâu người ta cái set của tôi đâu đây? Đây. Xịt kỹ. Mình sẽ kéo tắt kèm 50 cái thứ hai. Xong sẵn hết rồi. 40 quy mô rồi. Còn cái quy mô duy nhất. Đấy. Ok. Vàng, quên. Đỡ đồ. Càng đồ mình nó tập trung bị cung nhiều nhưng mà cũng mình vẫn thích đi kỹ để đón toàn bộ à 75 này nha mày. Rồi phải trái không? Máy đậu xanh 2 trận bộ rõ ràng 277k. Máy đậu xanh cắn cái vừa lòng lắm. Thôi hơi thốn nha, nói chung là hơi thốn, còn chết. Chết tới 4. Cho còn tới tăng tốc mình có thể là chen khoảng 400k tới 4, tới 5, tới 4. Đang đang chat solo gõ gàng, đậu xanh. Nè, coi coi đâm tiếp không ạ? Nè đón ý, đón nè canh tao đang ế kèo cái này 4-5 ngày không có biết đấy, trời đất ơi mới đâu là 1 tuần trời chết rồi. 296k ngon lần này canh không nghĩ ra đã tính được không chữa lính rồi, nó chữa lính rồi buồn từ từ rồi chạy luôn rồi. Chạy luôn rồi. Trời đổi đồ đét ha, đổi đồ đét ha con. Căng ha con. Căng hả? Ôi, bét ngon nha. Bạch sư điểu chưa cuối. Trận bộ rõ ràng. Mà mình chết hết thảm. 24k tới 4. Nào, hơi đào. Nói chung là cày chay mà. Chết tới 4 hơi đào. Mình đánh chung nha, chết đánh vào mặt rồi. Mấy nay ế kèo quá. Vã quá. Không có clip đâu, kiểu như mình làm clip vui thôi, đấy, còn mấy bạn xem giải trí mà. Đấy, có kèo mình cứ chơi thôi. Quên, đổi đồ. Dù lòng lắm, cái tội là kèo. Kèo xong rồi lại dead nó đi. Đánh chắc solo mà, tại sao lại cháy. Cháy là dead chạy, canh, bãi. Dù lắm. Nãy mới đi chắc bạc nhỏ xong. Giờ đổ qua này có kèo đâu. Đấy. Hơi buồn, nói chung là cũng nếu mà nó ớt thì mình tự được hết càng bạn đấy con đó ai ai đánh không chơi liều mà không có kèo chơi liều chứ chát chát chơi còn chơi đặt mình nó không có tập trung về đánh nhau các bạn có thể là xem không bình luận vào này nó đánh ư xìu đấy trời tôi có bao giờ đánh nhau đâu càng tại ế clip quá không có kèo lên clip đậm đại. Mình bắt đầu mình năm đại thôi chứ mình cũng không có để nhiều mấy cái này đâu. Thôi, thay thốn nha. Thiệt thốn. Này chắc về. Tại vì mình làm vốn trước. Mấy bữa mình về. Hết đại hội mình về. Hết đại hội mình về bên cái chính 860. Hiện tại mình đang ở 951. Mình tụt lắm nữa. Căng vãi. Đây, đứng mình không nhiều, mình chắc mình sẽ lên đại. Tăng tốc vẫn còn. Kiểu của họ tích được 200k game. Mua hết mấy cái tăng tốc 3 ngày hết được. 200k game là mình lên trên khoảng 400. Thôi anh cháy. Khoảng 400k. Rồi 420k. Cao, nếu có cao thế là được. Đấy tội nghiệp anh chấp solo nhưng mà mình hơi buồn mình chết khoảng 40 mấy k tại buồn. Cái này clip của mình đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ, tối vui vẻ. Có cần hỗ trợ gì thì có thể là để lại dưới phần bình luận giúp mình, có thể là rep cố gắng rep hết nha. Ok càng quá buồn anh chết chết lắm nhiều ế kẹo quá anh chị vẽ quá.